quá khứ rồi. Anh lưu ảnh có tin được không? Anh lưu ở trên quê phố, phố tốt hay cái gì mà vẫn còn quê, lưu được cái này thì... đấy. Thế bây giờ chắc chịu khó bắt những cái cút như này về nhốt. Mà lại quê đấy em nhá. Quê đấy. Hôm trước có đồng chí hỏi em quê cây quê ở trên mạng hay lắm, yết này nhưng mà cái bệ nó ngon hơn này. Mày mua cho anh. Bỏ mẹ nó bảo là có 2 triệu có mua được không anh, cứ hỏi em ấy. Đúng luôn. Mà múc luôn. Thứ thì đôi khi múc luôn nhưng mà chắc nó chốt mất rồi. Quê kia thì đôi khi giá nhiều thằng nó cũng ngày nào nó cũng có người hỏi mày. Đấy. Anh em chịu chưa? Đấy, rồi rồi. Đấy xin phép anh em các bác cô chú. Mày xuống anh Việt ở dưới này là gọi là cái gì anh? Trình Lương. Trình Lương thuộc thuộc gần xóm à, Phú Lương nhé, gì đấy. Xóm xóm. Quận Hà Đông. Xóm quận Hà Đông. Đấy thì thăm cái sân cây của anh một tí cũng mới bắt đầu đấy, khởi mới nghiệp bắt đầu nhưng mà cái không gian này là quá mơ ước. Đây có cái chiếu nghỉ đây, anh em rất mát mẻ đấy, có mảnh biết bên ngoài là sân cây mênh mông này, ban đêm thắp bóng điện kìa. Bên này là cái gì đây mà sao à, bên đấy nhà khác dạ. Nhà đấy cây sân đây bắt đầu nhưng mà 90 bóng điện thôi, chẳng mấy là đầy thôi. Không gian này chơi là quá sướng, rộng hơn cũng ngại đấy, rộng hơn không tốt đâu. Thế thôi. Rộng hơn thì phải nhiều tiền. Anh mà rộng hơn nó lại nhà vườn rồi. Khởi nghiệp mới được khó khoảng đấy. 6 tháng. Đấy đấy đấy, xì ra quay anh em tí. Đấy. Chắc là không giao lưu nhỉ, thôi không giá cả gì cả. Anh em chia sẻ cái những cái cây hiện có đây. Đấy. Bắt đầu. Không mà chắc tí nữa ấy. À thôi, để tính sau. Cái chậu này nhìn quen quen này này. Ngày xưa nó ở cái cây kia đấy. Đúng rồi. Cái cây. Đấy. Không em thì nhớ dai. Nhiều cái thì nhìn một lần là nhớ. Đấy, cây của anh Việt. Hôm nay về quê về nhà anh lâu cũng một vài cũng khoảng độ hình như đâu đấy hai lần, lần thứ ba thì phải, nhưng mà anh ý mới nhập cây về. Một số cây anh cũng có gửi ảnh qua Zalo để xem, nhưng mà thực tế xem ảnh nó nhiều khi nó khó. Thì ta nhìn ở đây thấy cốt nó như này. Cốt điền nhìn anh em gọi là hàng khô. Nó khô, nó sạch sạch, nhìn nó già như hoa đá, gọi là hàng khô. Nuôi sướng lắm, kể cả đục đẽo hay là cắt cút sướng lắm. Chân vệ đục cái là nó phun ra đây. Cây điền rất là hay. Đang nuôi sổng lấy cút. Đấy. Mặt nào cũng đẹp, cây này mặt nào cũng đẹp. Đấy, nhìn này, cái mùa nắng, mùa ấm lên này, và có mưa này, nhìn cái rễ nó khác, phun đỏ chót luôn. Ngàn điền, xanh ngàn điền. Đấy, hôm nay làm lễ rước cái cây này các bạn. Làm lễ rước cây này là mấy anh em ngồi với nhau là vì cái cây này. Tôi rất là thích cái cây này. Đấy, rất thích cái này. Em quay mặt sau ấy, mặt sau đẹp lắm. Dạ, em quay tất các mặt. Được, tí nữa lùa vào trong. Người không chui vào được nhưng ngoài em cho điện thoại vào. Đấy, đẹp. Đẹp ở cái gì? Thứ nhất là cái thân cốt vách nó sạch. Cái thứ hai là bệt. Không có bệ bệt và thân sạch theo kiểu mà cốt đặc. Đấy, không phải là rất hay, ok rất hay. Nó không phải là kiểu cốt vách đặc. Cái cây này hay. Đấy. Cũng là một cái xanh năm điền. Cái mặt này thì nó gấu hơn. Mặt này gấu nhưng mà tôi thích cái mặt kia hơn. Đấy. Mặt nào cũng đẹp nhưng mà mình nên chọn cái mặt chính để mình chơi ấy. Tâm đắc nhất để mình bày nó ra ngoài. Đấy, đang bò.
Đấy, nhìn này. Nó bệt cái chỗ này rất là thích. Bệt. Đấy. Nguyệt quế. Đấy, ngày xưa cây này em nghĩ nó bé này, anh Việt này. To thế. To không? To ra màn. Đấy, đang chuẩn bị ra hoa đây. To ra màn. Mà anh bảo là mấy hai người khiêng nặng. Đúng thật. Nhìn ảnh nó bé thế. Không đẹp ấy, cây rất là đẹp. Cây đẹp. Hoa này. Nụ nụ nụ. Sắp sửa thơm ngát rồi. Vâng, anh được ơi, anh gọi cho em cái xe ba bánh xong anh sửa lên tất cả đồ của em về xóm được không? Ừ, mất nét. Vâng, cái địa chỉ. Cây đá. Cây đá. Gọi đúng cái ông hôm nọ ấy. Hôm nọ thì cũng anh gọi cho em, gọi em còn gì? Còn tiền thì tối hay mai em cho em gửi sau nhá. Đấy, một cây trực làng. Trực làng khá là hay. Khá là hay. Nói chung là cây là đều hay hơn trên ảnh anh ấy chụp. Hay, một cây hay. Cây này hay. Cây trực làng, có vách làng rất hay. Tông hơi cao một chút. Chắc đến đây chắc tầm khoảng 45. Lắc cổ đây, cây già, lắc cổ. Được, người chơi có chính kiến. Đấy, mấy anh em này. Anh mặc áo phông là anh chủ rồi, chủ vườn. Hay đang vuốt tóc. Một số anh em chơi cây khá sâu là đều có ở đây hết. Cây này nhanh tốt nhỉ anh nhỉ? Đẹp, đẹp hơn hôm ở đấy đấy. Đấy, ông này. Ông xanh. Ngày xưa đây. Cái nhiệm vụ của em đấy. Okay, hôm đi chơi triển lãm ở Thanh Oai các bạn. Tam Hưng Thanh Oai đây. Ông ấy thích ông bảo vệ, còn không thích thì ông đổ đi. Cây sung vừa rồi mua 6 triệu là cũng vại đài phết đấy. Cây đấy mua 6 triệu kinh thật đấy. Chứ gì nữa, nhưng mà ông thích cái gì là vàng còn đâu, ông không thích cái nào phát là đấy luôn. Chứ là kiểu thế. Cái đấy 6 triệu là vại đá hết rồi. Chắc không ai mua cao hơn được nữa rồi. Không thể là có ai mua cao hơn được nữa. Nguyệt quế. Cái này ạ. Cái này nguyệt quế hoa kép của miền Nam. Thơm, nhiều hoa. Cái lá nó như, chắc nó như thế này đấy.
Đấy, cây này. Ô, cái cút này nó liền nhanh nhỉ anh Tùng nhỉ? Đấy, cút này liền nhanh thế. Không tưởng tượng là ngày xưa nó cút nó cắt bằng này này. Bây giờ nó đấy, xanh quê đấy các bạn, xanh quê. Này, các bạn nhìn này, tưởng tượng, phê không? Phê không? Phải trường, trăm, phải lì các bạn, phải lì. Cốt đẹp, nhờ thì cắt cút thì đã đành, nó đau, ngày xưa nó chỉ thế này. Ví dụ như cái ảnh vừa nãy đầu video tôi quay, nó là cây này các bạn. Đấy, phải lì, phải trường, trường kỳ, trường kỳ. Thì mới thành cây được, thành cây được. Thành cây được. Đấy. Thông báo các bác luôn là không có giao lưu ở đây, chỉ có mua vào đây. Cái xanh quê rất hay, rất gấu. Và cái chất liệu này này, chất liệu xanh quê nhưng mà chẳng kém gì điền đâu. Dăm mập và bo xiệu cũng khá nhanh. Được, này, các mặt đều vệ dễ này, đang phun này. Đấy. Đấy, cây anh mua ở triển lãm quốc oai. Khá đẹp, bóng dáng đẹp. Hôm ấy đấy, hôm đấy nhìn thì nó giữa những cái rừng cây đẹp ấy, nó cũng khó. Thì bây giờ nhìn thấy nó ổn, và thay cái chậu nó cũng đẹp. Mà nó hôm nay nó mướt mát hơn, mướt mát. Hôm trước nó nhìn bệ giặc. Dưới. Đấy, rất hay, rất hay. Cây này mà vào làm đá cũng đẹp. Nên là làm đá tiểu cảnh cũng đẹp. Suối chơi rất hay con, suối thực tế chơi rất là hay. Làm dăm, làm tán rất sướng. Khỏe. Đấy, chú bác chủ là hôm nay uống hơi mệt. Đấy. Hơi mệt. Đấy, cái dưới thì mới đi làm đá mang về đây. Kiểu như là Vịnh Hạ Long kia chống mái à, cho một làn nước vào thì cũng hay. Cái khay đá đúc, khay đá nguyên khối đây. Đẹp, cái dưới đẹp. Lá như bé tí này. Cảm giác như ngồi được lên đây này, ngồi lên đây. Dưới nó dễ, nó sướng ở chỗ đấy, chơi sướng, làm răm nó sướng, cắt kiếp nhanh. Cắt phát phun này. Đấy, rồi. Còn trống nhiều lắm. còn phải đau đầu nhiều. Đấy, rồi các bác. Rồi, xin phép ra uống nước. Hẹn gặp lại các bác lần video sau nhé.